She wants hot butterfly. Yeah, vậy là này bà cho con thích bất thật phải. Ok. Yeah. How you feel, Bella? You like it? And then that deuce, and he's gonna fly away. Okay. Thank you, ma'am. What they're drinking? Cool. That's so sweet. Bây giờ là mình vô tham quan chuồng bò nè. Con bò nào bò nấy to đùng rồi. Ôi dồi, trời ơi, con bò đang làm gì vậy? Ôi dồi, lần đầu tiên mình thấy con bò đi toilet kiểu này. Vô coi mấy con chó biểu diễn. Đây là gặp bạn rồi, bạn học chung rồi. Bông gòn hả? Ly nhỏ thì 4 đồng, ly lớn thì là 6 đồng nè. Đúng không? Đấy. Ly nhỏ 4 đồng, ly lớn 6 đồng. Rainbow này của bao là oh, smile happy now. Wow. It's a tractor. Ly rainbow ấy. Ly đá 7 màu. Giữa cái nắng 90 độ, nắng nóng tới bơ là cái đầu ướt luôn, chảy mồ hôi ướt cái đầu luôn.
Hello. Bên này là mấy cái chuồng heo. Trời ơi. Đó là đi để ý nha. Thank you. Mỗi con đó. Tham quan cái chuồng heo Mỹ nè. Đây đủ từ loại gà. Tiếng Việt là con gì? Con thỏ. Là con thỏ. Con thỏ. Là con bunny phải không?